chào các bạn và chào mừng đến trở lại với Phê Chuyện. Mình là Summarize và Flashpoint là một trong những sự kiện quan trọng nhất của DC Comics. Đây là thời điểm mà toàn bộ lịch sử của tất cả các nhân vật quan trọng nhất của DC đã được lược bỏ đi hoàn toàn. Vậy chuyện gì đã xảy ra để dẫn tới điều này? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé. Và sau đây sẽ là Flashpoint trong 5 phút hoặc hơn. Câu chuyện của Flashpoint mở đầu với ký ức của Barry Allen về mẹ của anh cùng những biến cố đã xảy ra trong quá khứ để giờ đây anh trở thành The Flash, một trong những siêu anh hùng vĩ đại nhất của thế giới, thành viên cộng cán của Justice League, người bảo hộ của Central City. Và rồi câu chuyện quay trở lại với thực tại. Barry Allen đang ở trong văn phòng cảnh sát Central City trong một cơn say ngủ và được đánh thức bởi đồng nghiệp. Barry cùng đồng đội đang điều tra về vụ án có liên quan đến một nhân vật có tên là Citizen Cole, người được coi là siêu anh hùng vĩ đại nhất của Central City. Nghe cái tên quen quen, Barry liền hỏi xem người đó có phải là Captain Cole của nhóm The Rock không. Tuy nhiên, không một ai biết Captain Cole và The Rock là cái gì cả. Barry liền chạy ra ngoài. Anh định sử dụng siêu tốc độ nhưng mà trên tay anh không có chiếc nhẫn nào cả. Chưa kịp ngạc nhiên, Barry ngã ngửa xuống cầu thang và trước mặt lúc này chính là mẹ của cậu, người đã chết cách đây một thời gian rất lâu. Tất nhiên là Barry rất ngạc nhiên trước cảnh này vì hai mẹ con cuối cùng đã gặp lại nhau. Trên đường, Barry phát hiện ra mọi chuyện có gì đó sai sai khi mà thế giới này không có Justice League, không có Superman, không có Flash nhưng mà lại có Batman. Barry dần dần nhận ra sự ngược đời ở đây và anh nghĩ rằng có kẻ nào đó đã gây ra chuyện này. Chuyển sang cảnh Batman hiện tại đang hoạt động tại Gotham City và đang truy lùng một ả tội phạm có tên là Yo-Yo nhằm truy lùng tung tích của Joker. Không cậy mồm Yo-Yo ra được, Batman cáu thả cô từ trên cao xuống nhằm giết cô luôn, nhưng Cyborg tới kịp và cứu được Yo-Yo. Nhưng câu chuyện không nằm ở đó. Cyborg gặp được Batman và đề nghị Batman giúp đỡ bởi vì Cyborg đã tập hợp được một đội quân bao gồm rất nhiều các thành viên khác nhau. Đội quân đấy là gì? Tại sao Cyborg lại tập hợp đội quân và Batman có gì để giúp đỡ? Chúng ta cùng tạm gác câu chuyện này để quay lại với nhân vật chính là Barry Allen nhé. Sau khi gặp được mẹ của mình, Barry ngay lập tức tìm Iris, người yêu của anh. Vừa tìm được Iris, Barry gặp được người yêu của Iris và ôi giời ơi, vợ tôi đi hôn thằng khác. Và thế là Barry nhận ra thế giới này xài vã linh hồn. Cùng lúc đó, một bóng vàng lướt qua cực nhanh kèm theo câu nói bí ẩn bên tai của bà Allen. Thật vui khi biết bà vẫn sống tốt, bà Allen. Nhưng bà Allen chỉ nghe thoáng qua mà thôi chứ không biết kẻ đó là ai cả. Và lúc này Barry Allen mượn xe của mẹ mình để đi đâu đó. Đi đâu thì còn lâu mới nói. Còn lại với Batman, Cyborg cùng đội quân tạp nham. Thì ra Cyborg đang tập hợp đội quân trái đất để chống lại quân đoàn Atlantis cùng Amazon lúc này đang xâm chiếm mặt đất. Hóa ra là quân Amazon do Wonder Woman cầm đầu cùng Atlantis do quân Aquaman cầm đầu đang đi lên mặt đất để xâm chiếm. Trên hết chính là việc hai thế lực này đang đánh nhau mà thế giới mặt đất chính là bãi chiến trường của hai đội quân này. Sau rồi tự nhiên 6 đứa trẻ Hashazam lên một cái và thế là cả lũ hóa thành Captain Tundra. Captain Thunder có một mối thù rất là quan trọng với Wonder Woman bởi vì anh bị Wonder Woman cho một vết sẹo khá to trên mặt. Cyborg ra sức thuyết phục Batman tham gia cùng anh nhưng Batman từ chối và thế là đội quân do Cyborg tập hợp cũng nhụt chí và thế là lực lượng kháng chiến của Cyborg đã tan rã. Kế hoạch của anh bất thành. Tiếp tục quay trở lại với Barry Allen. Khi anh đang đi điều tra những nghịch lý ở thế giới này, người đầu tiên anh nghĩ đến là Batman bởi vì Batman là Batman. Barry Allen đến dinh thự nhà Wayne để tìm Batman và rồi tại đây anh gặp được Thomas Wayne. Phát hiện ra Batman ở đây là Thomas Wayne thay vì Bruce Wayne. Hết tập 1, sang tập 2. Câu chuyện quay hướng sang một nhân vật mà fan cực kỳ thích, đó chính là Deathstroke. Ở đây, Deathstroke đang đi trên biển thì đội của lão gặp quân đoàn Atlantis và bị Aquaman giết. Kết thúc khá là chóng vánh cho một siêu phản diện hạng A của DC Comics. Quay trở lại với Barry Allen và Batman, sau khi bị Batman đấm cho lên bờ xuống ruộng thì Barry cũng dần đã thuyết phục được Batman giúp anh điều tra sự thật. Tại đây Barry Allen phát hiện ra tất cả những gì đang diễn ra không phải ảo ảnh, cũng không phải thế giới so song mà là một sự thật, một hiện thực, một kịch lý ở thực tại. Sau đó Barry Allen nhận ra tất cả những gì đã xảy ra là do một kẻ đã gây nên, đó chính là Yelva Thorne hay Reverse Flash hay Professor Doom, kẻ thù của Barry Allen. Cũng cho thời điểm đó tại London, Wonder Woman bắt được Steve Trevor, lúc này đang là thành viên của đội kháng chiến. Wonder Woman sử dụng dây thừng sự thật để điều tra được thông tin về lực lượng kháng chiến cũng như là thông tin về Cyborg tập hợp quân đội nổi dậy cùng Lois Lane, lúc này là gián điệp nằm vùng tại Amazon, để lấy thông tin cho lực lượng kháng chiến. Trong lúc đó Barry Allen và bố rơi đang cố gắng tìm lại sức mạnh cho Barry. Tai nạn xảy ra, Barry bỏng nặng, xém chết. Hết tập 2 sang tập 3, bố rơi cứu Barry, Barry méo thích và thế là bố rơi lại phải kéo Barry ra sân thượng để ăn xét lần nữa. Boom, Barry hóa thành siêu nhân, tự may lại đổi mới. Barry sau đó cùng bố rơi tìm hiểu những gì đã xảy ra trên thế giới mới. Justice League không tồn tại bởi vì Yelva Thorne đã thay đổi lịch sử, khiến mọi thứ sai đi một chút. Hal Jordan chưa bao giờ làm Green Lantern, Superman chưa bao giờ được nhận nuôi và thế là mục tiêu tiếp theo của bố rơi và Barry Allen là Superman. Dùng mối quan hệ với Cyborg, bố rơi cùng Barry Allen đột nhập vào cơ sở đã cất giữ Superman hay là thí nghiệm 1 của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả hội bị quân đội phát hiện và bị truy đuổi. Chỉ có Superman là biết bay nên đã trốn thoát, còn Batman, Flash cùng Cyborg thì bị đội quân tấn công. Hết tập 3 sang tập 4, bị dồn đến đường cùng, bố rơi, người máy, người đó được trị nhiều màu giải cứu. Element Woman đã theo chân Cyborg bởi vì cô rất muốn giúp Cyborg thực hiện kế hoạch cách mạng. Đang nói chuyện thì Flash sấp mặt, cả lũ kéo Flash đến nhà 6 đứa trẻ Captain Tundra. Bố rơi muốn 6 đứa giật xét cho Barry tỉnh dậy và thế là Billy trưởng nhóm ra sơ ti Flash một cái. Barry tỉnh dậy, Billy giật mình. Lúc này đại chiến của Amazon và Atlantis đã bắt đầu ở nước Anh và cả nhóm quyết định sẽ cùng nhau đến ngăn cản cuộc chiến này. Cả nhóm dịch chuyển đến chiến trường và tham chiến. 6 đứa trẻ cắt tay thành Captain Thunder rồi sau đó lao ra vào Wonder Woman nhưng bị Enchantress chơi bẩn yểm bố chú hóa Captain Thunder lại thành dạng bình thường và thế là Billy bị xiên ngay lập tức. Xét từ người Billy bắn tứ tung và trong hào quang đó hiện ra một bóng vàng, Yelva Thorne Reverse Flash đã xuất hiện. Hết tập 4 sang tập 5, Barry Allen lao lên đấm Thorne nhưng anh chậm quá, bị Thorne giữ lại, giảng cho biết rằng hắn chẳng làm gì sai cả, tất cả mọi chuyện là tại Barry mà ra. Ui, plot twist, Flash nhớ ra anh bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình. Anh
biết Yelva Thorne chính là thủ phạm của vụ tai nạn, anh đã sử dụng sức mạnh của mình chạy về quá khứ để ngăn cản Yelva Thorne, và chính điều này đã thay đổi thực tại. Mẹ của Barry sống sót, nhưng tất cả các sự kiện bên cạnh đó đều bị thay đổi. Chính Flash, chính Barry Allen là người đã gây ra sự kiện Flashpoint này. Nhận ra sự thật, Flash cùng Batman quyết định reset lại thực tại, trả mọi thứ về chỗ cũ, về trật tự ban đầu, và cùng thống nhất sẽ loại bỏ Yelva Thorne. Nhưng hai người sinh ra vào năm chuột cấm tinh tuổi Tý nên đã bị Yelva Thorne đấm cho lòi đom đóm mắt. Giờ đây Barry Allen là một đống bầy nhầy. Yelva Thorne cười sảng khoái ha ha ha, bởi vì giờ hắn đã được giải thoát khỏi định mệnh, nhưng mà đang cười dở bị một lưỡi kiếm đâm thẳng từ sau lưng và hắn đã chết. Trong lúc này Enchantress đang cày nát đội hình phe chính diện, quân kháng chiến xuất hiện nhưng không đủ sức chống lại mụ phù thủy, và đúng lúc đó đùng một cái Superman đáp mông vào giữa mặt Enchantress, kết liễu mụ phù thủy ngay tại chỗ. Sau đó anh lao lên đấm luôn cả Wonder Woman lẫn cả Aquaman. Nhưng trong lúc đó quả bom của Atlantis cài giữa màn lục địa này đang bắt đầu được kích hoạt, trái đất sắp bị phá hủy. Bát bố gửi cho Flash bức thư rồi bảo anh hãy chạy ngay trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Chính Flash là người tạo ra thực tại này nên anh phải là người reset nó. Dồn hết tốc lực, Flash đóng một mạch thẳng vào Speed Force và nghĩ về mẹ mình. Đột nhiên anh bị kéo về với mẹ, tâm sự với mẹ lần cuối. Barry thấy chính mình đang chạy trên Cosmic Treadmill trước mặt, kéo chính mình lại. Barry cản bản thân không cho thay đổi quá khứ, và anh vô tình đã thay đổi tất cả đại vũ trụ, tạo ra một thế giới mới, nó đúng hơn là một phiên bản mới của thế giới hiện tại. Đột nhiên tỉnh dậy ở văn phòng và vẫn có tốc độ. Flash đến gặp Bruce, trao cho anh lá thư mà Thomas đã nhờ Flash đưa hộ. Bruce mở lá thư ra và thấy rằng trong đó là tâm tư, tình cảm, những gì mà Thomas muốn dành cho Bruce. Bruce đọc khóc hu hu. Lần đầu tiên sau hàng chục năm Bruce đã rơi nước mắt một lần nữa. Người anh hùng mạnh mẽ, đen tối lại lớn nhất thế giới đã phải rơi lệ. Có lẽ là chính vì anh đã một lần nữa cảm nhận được tình cảm của gia đình từ người cha đáng kính của chính mình. Và sau sự kiện Flashpoint này, kỷ nguyên mới của DC Comics được mở ra, hay chính là đa vũ trụ New 52 với mọi câu chuyện, mọi anh hùng đều được reset hoàn toàn với những góc nhìn mới, phong cách mới. Và câu chuyện về Flashpoint kết thúc ở đây. Và vừa rồi là Flashpoint trong 5 phút hoặc hơn, và các bạn thấy sao? Chúng mình có bỏ lỡ điều gì trong câu chuyện này không? Nếu có thì cố gắng nhé, bởi vì mình chỉ có 5 phút thôi. Nên là sắp tới chúng mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều câu chuyện hơn sau sự kiện New 52, nên các bạn hãy subscribe cho Phê Chuyện. Đừng quên nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ clip nào nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.